trần. Thì hôm nay sau kết thúc buổi học thì mình nhận được tin rất vui từ người học viên về báo cáo về cái trường hợp mà đã thành công. Thì, chị tên là gì và học khóa bao nhiêu? Em là Tom đấy. Chị Nguyễn Thị Tuyết. Em đang học là Tom học khóa 19. Em nói to lên. Một cái niềm vui của em khi mà em bật tiếp. Chút tí cần đi sao? Em nói bằng mic cho nó rõ cho nó to. Chị cơm em nhờ đấy nhá. Nhẹ nhẹ, ta em đang quay trực tiếp. Đây em nói lại. Dạ vâng. Dạ. Vâng, em xin thầy là em có một cậu con trai ạ. Cháu sinh 2003. Thì cách đây 8 năm là cháu bị viêm não. Năm 2011 cho tái bệnh, em đưa vào Sài Gòn chữa. Năm 2013 thì cháu tái lại cái viêm não và cháu chuyển sang cả viêm tủy, viêm thị thần kinh. Và sau đấy thì cháu di chứng động kinh. Em có chữa cho cháu ở Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và đi khám ở Hòa Hảo, Chi Phương, Sở Dẫy. Đến năm 2014 em cho cháu 3 rồi. Thì cũng là một cái cơ duyên rất là tình cờ khi mà cho con về cấp cứu những cái đợt mà tái bệnh của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai. Thì các bác sĩ sau một lần điều trị đều cho cháu về nhà đến khi mà vợ chồng em mất. Hoàn toàn cái tim hy vọng là năm 2015 và dịch cho em vào 2015 là giúp dịch tủy sống của con em là gần như đã không còn hy vọng gì nữa. Mà từ đấy trở đi thì con em là bị tăng động. Vâng, tăng động. Và cái sức khỏe của con em thì gần như là cháu không ăn, cháu không ngủ được và cơ động kinh rất là dày. Thì em điều trị cho cháu ở Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2015 mà cho đến thời điểm này cháu đã kháng thuốc động kinh, nhưng hàng tháng thì em vẫn cho con em lên Bệnh viện Nhi Trung ương tái khám và để đến thuốc. Nhưng mà về thì với cái cơ số thuốc động kinh thì càng ngày con càng uống thì cháu lại càng kháng thuốc, càng không có tác dụng. Thay vì từ 5-6 cơn một ngày trong khi cháu ngủ thì cháu đã có xuất hiện cái cơn động kinh là ngoài giấc ngủ khi tỉnh táo và tăng dần lên đến 10 cơn, 15 cơn một ngày. Thì rất là tình cờ một hôm thì em thấy con đi học về nó rất là mệt, thì em mới nghĩ là đã trước đây đã có cô em gái của em là đã về thầy Kỳ ạ, ở Thái Bình. Thì thầy Kỳ đã hướng dẫn cho em là tự chữa cái căn bệnh thần kinh phân biệt đấy ạ. Tâm thần phân biệt của em thì đã em đã thấy có tác dụng. Thì em điện lên nói với em cách đây 2-3 năm thì em không tin là dịch khẩn mà đã có một cái điều gì kỳ diệu như thế. Thế thì sau đấy là em lên mạng, khi thấy con mệt mỏi quá em bất lực thì con kháng thuốc rồi thì em bỏ thuốc tây và em lên mạng thì em vào trang diện chẩn điểm. Thì em tìm được thông tin về thầy, về số điện thoại và em gọi điện cho thầy. Thì em ra là thầy đã để cho em mấy những dụng cụ và thầy đã đưa cho em một cuốn phác đồ chữa về thần kinh. Thế thì sau đấy em về thì em có nghe thầy và em đã tác động cho con em bằng 6 cục bạch huyết. Thì cái lần đầu tiên tác động cho con ấy thì con em vì là em chưa ước lượng được cái bệnh nhân và viêm tủy viêm não thì thường là đau từ tủy sống mà ra đến ngoài da, không cho em xoa cho chị em tắm cho con chỉ đổi nước chứ không được gì. Thế thì đến khi đấy là em tác động chắc là mạnh tay, con em rất là sợ. Và sau đấy mấy ngày con không cho mẹ thờ vào người nữa. Thì sau một cái tuần thấy con như vậy thì em cũng rất là băn khoăn. Và sau đấy là nhận được thông tin là thầy có khai giảng lớp của khóa K19 thì em đã đăng ký và tham gia học. Thì cũng nhờ cái sự giảng dạy của thầy, của cô và của tất cả các học viên trong lớp thì em về là em cũng đã tác động cho con em. Thứ nhất là vùng tiêu viêm thì chỉ bằng cái đầu dò dây không chạm da. Thì bài học đầu tiên thầy giảng cho em về là em dùng vòng tiêu viêm không chạm da. Thì em dùng là huyệt 41, huyệt 143, huyệt 127, huyệt 19, huyệt 37 và huyệt 38. Sau đấy thì con em còn mắc một cái bệnh nữa là mất ngủ triền miên. Thậm chí có những đêm là hai mẹ con là thức nằm ôm nhau và mở điện thoại và máy vi tính lên để mở nhạc cho con nghe, con vẫn không ngủ được. Thì em tác động cho con em bằng cái mất ngủ là bộ huyệt là 124, 34, 27, 267, 217 và huyệt 51. Thì sau khi tác động cho con bằng dây không chậm ra đấy, không bị chậm ra chút nào, vâng ạ, dạ. Thì con bằng thay dây khớp thôi, dây bằng cái đầu tròn đấy, dạ vâng đúng rồi, đầu tròn nám ấy ạ, vâng. Thì con em sau 5 phút là đã ngủ mà ngáy như một cậu thanh niên, em rất là bất ngờ.
5. Sau 5 phút đồng hồ thôi ạ. 5 phút mà bao lâu rồi cháu mới được giấc ngủ như vậy? Dạ, buổi đầu tiên luôn ạ. Không, nhưng mà bao nhiêu giờ bị mất ngủ nó khó ngủ. À, vâng, em cứ thấy cho cô là con em mất ngủ từ khi bắt đầu con em bị bệnh. Nặng nhất là từ 2013 đến bây giờ là khi bắt đầu cháu vào viêm não tủy. Và trước khi ngủ là con em thường có cơn giật động kinh, là giật như to bụng cả chân và tay. Và có những khi là giật co rúm người và mắt trợn ngược. Đấy, thì là hôm đấy em thấy con em ngủ là không hề có co chân co tay lên, mà em ngồi trông con đến 2 giờ sáng chỉ ngồi để ngắm con ngủ thôi. Thì em thấy cả một cái sự diệu kỳ. Thế sau đấy thì là bắt đầu em mới lại dạ dùng tiếp cái bộ chống co giật cho con, là gồm có huyệt 17, huyệt 61, huyệt số 3, huyệt 38, huyệt 85, huyệt 50, huyệt 41, huyệt 124, huyệt 34 và huyệt 26. Thì từ hôm mà em tác động cho con em đến bây giờ thì gần như là con em không còn co giật nữa. Và báo cáo thầy là đến ngày hôm nay là em đến đã được 3 tuần rồi ạ. 3 tuần. Dạ vâng. Và có một cái điều kỳ diệu nữa là sau buổi học tuần học đầu tiên thứ bảy của chủ nhật thì ngay sáng hôm thứ hai của cái tuần kế tiếp ý, thì là con em bị ngã cầu thang, cháu bị gãy bẻ 4 cái răng và bị hở thủy dọc hai phần mặt trong răng trong ấy là hai bên cạnh nữa. Và khi đấy là cháu bị gãy cổ tay, lúc đấy em rất là hoang mang bởi vì cháu là một bệnh nhân viêm não tủy rồi. Cái đầu tiên khi gặp tai nạn của con là em rất hoảng bởi vì là máu cháu khó đông rồi, thì lúc đấy không biết là cầm máu cho con bằng cách nào, mà em cũng rất là sợ bệnh nhân đã viêm tủy rồi thì cái đường tủy sống nó rất yếu, cái cuộc sống của con em là bị vẹo, không được bình thường như mọi người. Cho nên khi mọi người gọi là con em ngã thì em chỉ đi trước cháu có 2 phút thôi, và con đi đằng sau lưng mẹ là cầu thang không có tay vịn trơn, và cái chân bên phải của con là cháu đã khó nhấc lên đấy ạ. Thì là cháu bị đeo chân và cháu ngã xuống, lao từ tầng 2 xuống tầng 1, mới nhấc được có 3 bậc thôi ạ. Là cháu nhào xuống như thế thì em không dám nâng con dậy. Cái sơ cấp cứu của người ban đầu là em không dám nâng. Thế là em phải để cho con em chịu đau và nằm ở tại mặt sân mềm lạnh như thế. Lúc đấy là khoảng 7 giờ kém 10 ạ. Thì em mới nói với con là mẹ không dám bế con đâu con ạ. Mặc dù mẹ rất thương con thì con cố gắng con nằm. Và khi nào mà con thấy con có thể đủ sức để trở được mình dậy thì con trở mình, con nằm ngửa lên. Nếu như con đau đâu thì con nói với mẹ. Thì sau đấy là cháu trở được mình lên. Thì là bắt đầu là em nâng con từ bắt đầu từ gáy, xong nâng xuống đến lưng, nâng xuống đến cái từ đầu gối, từ khuyeo chân sau, nâng đến bắp đùi của con. Là em lấy hết cái sức bình sinh của em, là em bế con em lên và giữ con em ngồi được lên cái yên xe máy. Kề gần đấy thì là tất cả các sinh viên và cô chú trong cái phòng trọ đấy là nhao ra để đỡ con cho em. Sau đấy là em đi chuẩn bị đồ đạc và cho con em vào cấp cứu bệnh viện Việt Đức. Buổi tối hôm đấy là một buổi tối rất là kinh hoàng đối với em, vì là em cho con về phòng trọ ngay hôm đấy, nhưng mà đưa cháu từ Việt Đức mà về đến bệnh viện Nhi, về đến khoa răng hàm mặt thì gần như là con em đau không còn cảm giác gì nữa, không ăn không ngủ được. Thì sau đấy em tiếp tục em dùng cái với một cái suy nghĩ ban đầu của em là tác động đối xứng, thì em đã tác động bằng cái cào hai đầu ấy ạ, là cào cho con em ở cổ tay bên trái vì cháu gãy cổ tay phải. Thì sau đấy là con em đỡ dần, dịu dần, và đến nửa đêm về sáng thì tầm khoảng phải đến 3 giờ sáng con em mới chợp mắt, đến hơn 5 giờ sáng. Vâng, thì đấy cũng là một cái điều em cũng thấy là ít nhất em còn có một cái tia hy vọng, mà cũng không ngờ diễn trần mang lại cho mẹ con em nhiều niềm vui như thế. Nhưng mà cái bất ngờ nhất của em là dùng cho con cái bộ biếng ăn, bộ mất ngủ, thì cháu bây giờ là đã ăn được cháo, vẫn ăn cháo nhưng mà ăn với cái mức là gấp gần như gấp rưỡi mọi bữa bình thường. Thì trước kia con em chỉ ăn được một lưng bát thôi, lưng bát con, thì bây giờ là cháu đã có thể ăn được một bát rưỡi cháo đầy, hoặc là ăn được gần hai miệng bát rồi. Thế mà sau đấy thì ngày hôm qua thì buổi sáng thì là em có chút việc bận, thì chiều hôm qua em đi học về thì em ấy mấy ngày rồi cứ thấy con nói là từ nay giờ đi nhá, mèo nó có muốn vào nhà thì mèo phải gõ cửa em mới mở cửa. Thì em lại có cái suy nghĩ chắc là con nhìn từ trước nay là rất thích nghịch máy tính hay là con nghịch ngợm cái gì. Thì ra là con lấy dụng cụ của mẹ và làm theo, thì mở cái trang điện chuẩn Việt lên và làm từ khi nào em cũng không biết. Cháu nó biết mở mạng ra và biết tìm. Dạ vâng, chiều hôm qua thì là đến tối em mới lên nhà ấy, thì nhìn qua khe cửa thì cửa sổ thì mới thấy con là đang dùng cái cục hít là vào cục hít nám ấy, là hít từ chân và tay lên. Rồi em có
nói với con là mẹ nhờ con tác động cho mẹ là con dùng củ vít để con kéo cho mẹ, vì là mẹ gầy quá là mẹ muốn béo thì con kéo lên cho mẹ để cho mẹ béo, tất cả theo hướng là đều dội về tim. Thì cháu cũng nhớ một cái nguyên tắc như thế và cứ kéo cho mình thôi, mà không có một cái khái niệm rằng là để nghiêng bao nhiêu độ để có một cái thích hợp vừa phải. Có khi là con kéo sát quá thì là đau, thì em nói là bây giờ con chưa biết làm cách nào thì con lùi lại, thế xong sau đấy thì là con để cho vừa phải để con kéo. Thì tối hôm qua lần đầu tiên trong đời mà em nghe con em nói là mẹ ơi, con thấy cái cục này nó hay lắm mẹ, nó thần kỳ quá, bây giờ con làm chân và tay thì con thấy con không còn có bị tê chân tay nhiều nữa, nhưng mà con thích làm ở lưng thì cả ngày ở nhà chẳng ai làm lưng cho con cả, giờ mẹ làm lưng cho con. Thế hôm qua em cứ dùng chính cái cục hết ấy, thì lại em làm ở trên lưng. Thế và khi mẹ tác động trên lưng cho con thì mới lại thêm một cái bí mật của cháu nữa là bị lộ diện, là mẹ mới nói là thôi phần xương vai là mẹ không dùng đâu, cục hết này không dùng một phần xương được, chỉ dùng một phần cơ thôi. Thế chỗ là nhiều cơ mẹ làm, nhưng chỗ này là vai rồi mẹ không làm. À mẹ ơi, con bị đau đấy, tại sao con đau đấy? Con dùng cái búa to của mẹ đấy, chiều hôm nay con mỏi mỏi con gõ vào bây giờ nó đau. Thế thì sau đấy là em mới lại dùng đến cái bộ vai sừng nhỏ và em tác động lên đấy, xoa nhẹ cho con. Thì sau đấy là dùng dầu nóng em xoa, và bắt đầu là em cũng dùng cái dây ngoài da. Thì buổi tối hôm qua là một cái buổi tối rất là vui của hai mẹ con. Con cười từ đầu đến cuối, con cười từ khi mẹ tác động cho đến khi mẹ ngưng tác động con vẫn cười. Cái nụ cười của con em là chính xác là từ 2013 đến giờ ngày hôm nay mới được chứng kiến một cuộc trò chuyện nhất của con. Em cảm thấy rất là vui, rất là mừng, mà thật sự là ngày hôm nay đến lớp em cũng rất muốn là được báo cáo lại với thầy, với cô. Em trước hết là em cũng xin thay mặt gia đình với những cái tình cảm của một người mẹ mà đã làm được những cái điều mà tốt nhất cho con như vậy, thì em rất là biết ơn thầy, biết ơn cô. Và cũng cho em xin gửi lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất đến thầy Bùi Quốc Châu, người đã sáng lập ra bộ môn thiện trần, đã giúp cho gia đình em, giúp cho mẹ con em lấy được lại nụ cười, lấy lại được sức khỏe cho con. Và em hy vọng là với những cái sự hiểu biết hạn hẹp của em, vì em theo học cũng không được đầy đủ ở trên lớp, thì tới đây em cũng về học thêm ở nhà nữa và để củng cố thêm kiến thức cho mình và giúp cho mình chữa bệnh cho con. Em hy vọng một ngày nào đấy nhờ diện trần con em sẽ hoàn toàn khỏi bệnh ạ. Là nghe em nói này thì thầy rất là cảm động và thầy rất là xúc động. Thầy thực sự là thầy rất là mừng, là dù em không được học nhiều trong cái khóa học thì em hay nghỉ giữa trường để chăm con ấy. Nhưng mà em làm cho con có kết quả và thầy cũng không ngờ những cái kỹ thuật mà thầy hướng dẫn cho em nó rất là đơn giản, chủ yếu là sử dụng các dụng cụ để kỹ thuật dai không chạm dai cũng như là sẽ không ai dùng. Thế mà em lại về mà em dùng được cho cháu, mà cháu bị đến giờ là 8 năm rồi đúng không? 8 năm là bắt đầu là cháu bị... Đầu tiên là con em bị viêm não. Bị viêm não? Vâng, nó không phát hiện kịp thì cháu di chứng xương động kinh ạ. Viêm não xong không phát hiện kịp trong di chứng xương động kinh. Dạ. Năm đấy là con là... Cháu lên 6 tuổi ạ. 6 tuổi? Vừa học lớp 1 được 1 tháng ạ. 6 tuổi bị rồi, vừa học lớp 1 được 1 tháng. Dạ vâng ạ. À, xong rồi động kinh suốt từ năm 6 tuổi đến bây giờ là 14 tuổi rồi. Dạ vâng ạ. 8 năm trời. Trời thì trong suốt 8 năm qua cháu không đi học thì... Em thưa thầy là năm con em bị bệnh thì em cho cháu điều trị ở bệnh viện tỉnh 13 ngày. Nên trên bệnh viện Nhi điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương xong thì em phải cho con nghỉ học hoàn toàn cái năm đầu tiên đấy. Đến năm thứ 2 thì con theo học lại được cái năm lớp 1 đấy. Và đến cái năm, đấy là năm 2010. Và cuối năm 2010 con vừa nhập học xong thì đến khoảng độ đến năm 2011 ạ, con nhập học lên lớp 2 được khoảng độ hơn 1 tháng thì lúc đấy là con tái bệnh tiếp. Thì em là người đầu tiên phát hiện cho con em tái bệnh, và tất cả là vợ chồng khi đấy là căn nhà đã xây xong rồi, em phải chấp nhận là cho con vào miền Nam. Em nghĩ là miền Bắc không cứu được con thì miền Nam sẽ cứu được con cho mình. Và bắt đầu vợ chồng con cái là lại tiếp tục lên đường. Em cho con về bệnh viện Chợ Giấy thì các bác sĩ có nói là bệnh nhân này thì bây giờ phải đưa về Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2. Thế nhưng về Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 thời gian đầu không phát hiện ra bệnh thầy ạ. Cứ kéo dài như thế và em cứ tự chữa những cái, dùng những cái thuốc mà chống viêm cho con, mà hoàn toàn là kiến thức mù tịt của mẹ. Thì cứ biết đến đâu thì dùng cho con đến đấy. Và những cái khi mà con có những cơn viêm não ấy, cho đi chụp CT vẫn không phát hiện ra viêm não, bởi vì qua cơn rồi. Vâng, thì cái cấp tính mà nó qua thì là chụp
đến lúc mà con mở bịt mắt đi là năm 2013, tự nhiên là con em mỗi một bên mắt còn một phần mười. Đầu tiên thì con nhìn được xa, viết lẻ dòng, sau đấy thì con không nhìn được nữa. Nhìn thấy mẹ đứng ở cửa, mở hai mẹ con cách nhau 2 mét, cứ quật quờ tay, mẹ ơi mẹ đâu rồi. Thì cái đấy là cái rất đau xót cho em. Em chăm nuôi rồi em đi làm công ty được tất cả bao nhiêu tiền là em bán hết tất cả để làm tích lại thành, để tích thành tiền và mua thành vàng để sẵn đấy. Nhưng không ngờ đến thời điểm đấy là em bán hết tất cả cái số vàng mà mình làm ra được ấy. Để em cho con về về bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện Nguyễn Tri Phương để chiếu chụp cho con thì hoàn toàn là không phát hiện ra bệnh. Và sau khi em cho con em đi viện dòng dã 3 tháng trời và về cả bệnh viện thần kinh tâm thần trẻ em của thành phố Hồ Chí Minh cũng không ra bệnh. Thì sau đấy là có một cơn là con em là bị sốt cao, nhưng mà đặc biệt là con em có bệnh động kinh sốt cao không bao giờ co giật. Và đấy là một cái điều rất thắc mắc. Thế sau khi phát hiện ra con bị cái sốt cao như thế thì là em mới cho ra trạm xá 33 của sư đoàn 9 của huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Thì các bác sĩ đấy mới nói với em một câu rằng là em ơi em chuẩn bị tinh thần, con em đã bị viêm não rồi. Vâng, thì các bác rất ngỡ ngàng, tôi nghĩ đây là cơn viêm não đầu tiên của con trai em, nhưng thực sự đấy là một cơn tái bệnh của con mà em cũng không thể lường trước được. Thì khi đấy em điện ngay cho ông xã em đang xây dựng cầu Lăng Căn là thành ở tỉnh Cà Mau ấy, thì anh ấy đang ở cách mặt đất 36 mét mà chỉ một chút nữa là rơi cả người xuống vì cái cơn sốc. Thế thì khi đấy là em mới nói các bác là các bác chuyển cho cháu lên bệnh viện nào cũng được, miễn là cứu con em, thì đưa cháu về Nhi Đồng 2. Và sau đấy điều trị thì các bác xác định là cháu bị viêm não, viêm tủy, viêm thị thần kinh. Truyền thuốc cho con dòng dã 5 ngày trời. Đến lúc em kiểm chức nằm ở cái khoa nội tổng hợp của bệnh viện Nhi Đồng 2 mà các bác chưa xác định được bệnh cho con, mắt thì mỗi ngày một mờ, chân tay thì không vận động được nữa, nằm ở phòng cấp cứu gần 20 ngày. Mẹ cứ thức trăng cả ngày lẫn đêm để chăm con. Em không còn hy vọng nào, thì đến hôm đấy em về quá rồi, mẹ em vào chăm cháu thay em thì là em về nhà thì truyền thuốc cho con. Xong ngày thứ năm, cách 2 ngày sau thì mẹ đẻ em cái điện cho em nói biết ơi, con ơi, Bồ Tát cứu nhà mình rồi, cháu truyền thuốc vào đây thằng bé sáng mắt ra rồi. Thế là em mới ào đến bệnh viện ngay lập tức. Thì đến cửa phòng thì con chạy từ trong ra ngoài, con nhìn thấy mẹ rồi, mẹ ơi con sướng quá, con nhìn thấy mẹ rồi. Nhưng mà cháu bao nhiêu tuổi? Dạ em thấy năm 2013 là con em cũng năm đấy là 10 tuổi ạ, tuổi là sang tuổi 11. Thế thì lúc đấy là em gần như là em nghĩ rằng là nếu thế thì con mình hết bệnh rồi. Thế nhưng còn cái trong giấc ngủ cháu vẫn cứ có những con động kinh, nhưng mà chụp điện não đồ thì không bắt được sóng động kinh mà cứ theo dõi mãi như thế. Nhưng có những lần con em sốt, cháu sốt cao khủng khiếp, sốt mà rất là nhanh, từ 38 độ 5 sau 5 phút thì em chỉ kịp bê một lấy một cái chậu và đi vào trong nhà vệ sinh ở tại cái phòng bệnh đấy mà lấy được chậu nước, chưa kịp vặn được hết nâng chậu nước cho con thì ở bên ngoài con đã tím đen rồi và lạnh hết chân tay từ đầu đến chân môi, không còn hồng đỏ gì nữa, tím đen nhức lại. Và cái bác ở giường bên cạnh ấy, anh ấy phải bồng con em mà chạy thẳng lên phòng cấp cứu. Và cháu khi mỗi khi cháu nhập viện ở Nhi Đồng 2 luôn luôn con em nằm ở cạnh phòng cấp cứu chứ không được đi xa phòng cấp cứu bao giờ. Thì hôm đấy thú thật với thầy với câu là em tưởng là con em ra đi ngay lúc đấy cơ, không thể cứu được, chân tay con thì lạnh. Với cái đầu óc của một người mẹ khi đấy chưa được học một cái kiến thức y khoa nào thì là em chỉ có suy nghĩ một điều là chân con mình lạnh là mình phải uống cho nó. Đầu tiên em nhau về phòng em lấy được đôi tất lên, thì là vừa xỏ để cho con đôi tất xong thì các bác sĩ là đẩy em ra, em chạy về em xách hai cái nước ấm lên và nhờ mọi người xung quanh hứng nước. Và cứ thế mà mẹ pha nước nóng ấm ấm hết xong rồi tạt tột lột hết quần áo của con ra và tạt cho con mặc dù con đang nằm ở trên giường cấp cứu. Và các bác sĩ bảo tại sao mà cái cô này cô có kiến thức không mà cô lại vào đây là phòng cấp cứu của Giang Hải. Thì em chỉ nói bác sĩ là em xin các bác, em chỉ còn những giây cuối cùng để chạy đua để lấy lại sự sống cho con em, thì hãy thông cảm cho em là mẹ của cháu và cho em cho phép em được ở đây. Thế đến khi cấp cứu cháu được bắt đầu là con nằm đã thở được trở lại bình thường rồi, thì lúc đấy là các bác đẩy em ra ngoài. Thì lúc đấy em cũng rất là mệt rồi, các bác thôi mẹ cần dưỡng sức để mãi chăm con. Thế mẹ ra ngoài thì hôm đấy là con nằm cấp cứu liên tục vì hàng xóm này giờ. Lúc đấy là em đã đặt vé máy bay để cho cháu ra nhờ phụ nữ thầy thu ấy chuẩn bị cho con rồi. Thế thì là đúng cái ngày mà con lên máy bay thì các bác sĩ cho con xuất viện từ lúc 16:30 buổi chiều ngày hôm thứ sáu. Thì đến
18:30 buổi chiều ngày hôm thứ Bảy là ngày 14 tháng 9 năm 2014 là mẹ con em lên máy bay và ra Hà Nội. Thì suốt một cái chặng đường dài từ năm 2014 là thầy Nguyễn Đại Thu cũng đã châm cứu cho cháu miễn phí hoàn toàn trong vòng 5 tháng. Từ những buổi tối mà con em rụng răng chảy máu vô điều kiện từ lỗ mũi lỗ tai, từ miệng cháu chảy máu ra hoàn toàn một màu như là cái màu cà chua xay và nấu lên, chứ không phải là có một cái gì của màu của máu cả. Mà tối ăn cơm xong hai mẹ con đang ngồi với nhau thì tay con giơ lên cái này nó bụng còn trên miệng xuống 4-5 chiếc răng, không kể răng hàm hay răng cửa, là rụng như thế và máu cứ thế chan chứa xuống tay con và lọt xuống cái người. Hai mẹ con sau khi đấy là chỉ biết ôm nhau khóc, vì lúc đấy là em chưa có một cái kiến thức gì để cầm máu cho con và không biết làm gì, thì chỉ biết là ngày mai cõng con vào viện cầu cứu là phụ nữ tại thu thôi để phụ châm cứu cho cháu. Một điều rất là kỳ diệu xảy ra là bây giờ khi mà con em bị rụng răng như thế thì răng hàm chưa thay nhưng răng cửa cháu đã thay một lần rồi, và đến bây giờ con em răng mọc lại trở lại bình thường. Vừa rồi ngã thì đến ngày hôm nay là em cũng đã hoàn thiện cho con được 4 cái răng. Thì chụp hình lên cũng không ai biết cháu phải trải qua một trận ngã kinh khủng như thế. Và thì đây cũng là một cái kỳ tích mà phải nói là em ngoài sức tưởng tượng của em, con em cứ đi qua hết những cái nguy kịch này đến những cái nguy kịch khác, và đến bây giờ thì nhờ diễn trận mà em thấy được con em là thực sự được sống. Và em hy vọng một ngày nào đấy con em sẽ đi học được cả một ngày 2 buổi ở trên lớp, vì bây giờ là em vẫn cho con em học buổi sáng ạ. Những ngày mẹ đi học thế này thì buổi sáng là em chăm cho con ăn, sau đấy là em mua sẵn đồ ăn để đấy và buổi trưa tự con ăn. Thế và buổi chiều thì mẹ về với mẹ nấu cơm cho con buổi chiều. Là bây giờ em làm diện trận cho cháu thì cháu đã ngủ được rồi đúng không? Dạ, ngủ được rồi, và trong 3 tuần vừa rồi là cháu ngủ được và cháu không còn cơn động kinh nào nữa. Dạ. Trước đây thì động kinh thì nó diễn ra như nào? Khoảng bao lâu thì lại một cơn động kinh như vậy? Dạ. Em thưa thầy là mỗi một ngày con em thì ban ngày thì ít hơn, nhưng ban đêm ấy thì là cứ bắt đầu sớm và giấc ngủ 5 cơn liên tiếp trong vòng 10 phút, giật rất là dày, gần như là con vừa buông chân tay xuống tiếp tục một cơn mới. Thế và có những đêm con em là em cứ thức em trông cháu tầm khoảng từ chập tối mà cho đến sáng, có những đêm em đến 15 cơn. Vâng, và trước khi con ngủ dậy bao giờ cũng là một cơn đau đầu dữ dội. Vâng, thì gần như là cái căn bệnh đấy đối với con em nó là một cái chu trình cứ đặc biệt. Từ 2013 giờ đến giờ. Dạ vâng ạ. Mà con bị suốt từ 6 tuổi đến giờ. Dạ vâng. Mà bây giờ nặng nhất là viêm não, viêm tủy. Vâng, bây giờ là con em là còn cái hậu của cái viêm não, viêm tủy và di chứng xương động kinh. Và di chứng của thuốc. Vâng. Khoảng thuốc nữa. Vâng. Khi mà em làm 3 tuần đấy, từ 3 tuần đấy trở lại đây là con không bị rồi. Dạ vâng ạ. Và ngủ ngon. Dạ. Hoàn toàn bằng diễn trận, bằng các cái khác đồ mà vừa nãy em nói với thầy. Dạ. Hải con thì 6 bụng, tiêu viêm trở động. Vâng. À, hay quá, rồi chống co giật, hoàn toàn là trong cái tờ này đúng không? Hoàn toàn là trong tờ cầm đan này. Rồi sau đó là cháu bị tai nạn, rồi em cũng cầm máu cho cháu, rồi cũng bấm cho cháu. À, thì em thấy là đấy là về sức khỏe của cháu, còn về nhận thức của cháu thì sao? Em thấy là nó có tiến triển như nào không? Từ khi em làm diễn trận đến giờ. Em thưa thầy, về nhận thức của con em thì từ khi mà con bị bệnh đến bây giờ thì rất là mừng gia đình em là con không bị ảnh hưởng đến trí não nhiều. Con rất là hay quên. Mẹ nói một cái việc gì ra một việc gì sau khoảng độ 2 đến 5 phút đồng hồ mà mẹ không kiểm tra lại là con quên rồi. Còn con không nhớ để làm. Thì từ hôm mà em phát động cho con thì cái mất ngủ và cái đau đầu ấy ạ, cái bộ mất ngủ này, thì sau đấy thì em thấy con em bây giờ em nhắc cái gì là con vẫn nhớ. Vâng, là con nhớ được. Và con nhớ được một điều là thứ bảy và chủ nhật là mẹ đi học. Thì cứ buổi sáng thì là con hỏi mẹ, thế hôm nay mèo có đi học không? Vâng, con nhớ và tự nhắc mẹ. Thế thì đầu tiên em cũng không hiểu, nhưng sau em bảo là cũng không hiểu lý do tại sao con mình cứ nhắc mình đi học như thế, mặc dù là lần đầu tiên tác động vào cái 6-7 viết thì con rất là sợ, nhìn cái bộ dụng cụ của mẹ là sợ lắm. Thế sau đây em hỏi là thế con sợ lắm mà sao lại con lại dùng mẹ đi học? À mèo ơi, bởi vì là thỏ thấy mèo đi học là tốt, cho nên là mèo dùng thỏ dùng mèo đi học. Vâng ạ. Thế thì em cũng thưa thầy là vui quá mà em quên mất. Còn một cái điều nữa em chưa chia sẻ với thầy cô và các bạn là như này,
sau khi em tác động cho con em cái bộ tiêu viêm tiêu độc ấy ạ, thì khoảng độ 3 ngày sau thì em thấy nước tiểu của con em cháu đi rất là nhiều. Một cái bình Navi mà để cho con đi tiểu vào đấy để mẹ xách xuống đổ cho con mà không cho con xuống dưới nữa, thì là mỗi một đêm là con em đi bằng cái bình đấy, Navi 6 lít ấy ạ. Mà một đêm, vâng, là con tào thải ra đến một nửa cái bình đấy. Mà em thưa thầy thì em rất hoảng, bởi vì là cái nước tiểu của con em đấy là màu cam, màu nước cam bắt ra, chứ nó không phải màu trong hay là những cái màu nước tiểu thông thường, thì em rất là hoảng. Thế thì em dùng cho con em cái bộ tiêu viêm tiêu độc đấy là, vâng, là trong vòng hơn 10 ngày liên tục như thế, thì sau đấy em hoảng quá, em phải ngưng, em không dùng nữa. Thế thì sau đấy 2 ngày thì con em đi nước tiểu trước là có màu vàng cam và cạn đục. Khi mà đổ đến cuối một cái bình thì em quan sát thì nó có cạn đục giống như là những cái sơn tường này vôi trắng trắng mà nó chóc vào tường nhà ra, nó mảnh mỏng mỏng như thế. Thế thì đến khi mà em ngưng không dùng nữa thì trong 2-3 ngày đấy thì em thấy là nước tiểu con em là trong, trong gần như nước mưa, và cái độ cạn ấy mà nó không còn mấy. Thế thì đến sau đấy thì là em chuyển sang dùng cho con em là cái con đau răng, thì em lại hô tiếp cái và mấy ngày vừa qua, thì 3 ngày vừa qua là con em chuyển sang không ăn cháo nữa mà ăn bánh mì với dưa chuột với sa tê và với ruốc ạ. Dạ vâng, có một bác là có con trai cũng bị bệnh tự kỷ, năm ngoái hai cháu học cùng nhau, năm nay thì con trai nhà bác đã học cùng lớp 6A A1, con trai em học lớp 6A2 của trường Tâm Phương, thì bác thấy cháu ngã thương con quá mang đến cho con một lọ ruốc, một lọ ba tê. Thì 3 ngày vừa qua em đều cho con em ăn bánh mì và con nhai rất ngon lành. Thì là em cũng xin chia sẻ với thầy, với cô những điều mà vâng. Bây giờ nước tiểu bình thường chưa? Em thương cô, mấy hôm nay thì con trai em ra nước tiểu cái màu như là quả chanh chín vắt ra rồi, nó trong lắm. Lúc mà em bấm cái bộ tiêu viêm tiêu độc ấy, mà con đi ra nước tiểu như thế thì em có thấy biểu hiện của sức khỏe của cháu thế nào? Có thấy cháu khát nước hay thấy cháu mệt mỏi gì không? Em thưa thầy là em dùng cho con em hoàn toàn bằng cái bình nước Navi nhỏ ấy, chứ em không cho con uống nước lọc hoặc là nước mình mua bình to. Thì em thấy là em rất hay phải đi mua nước, vâng, bởi vì là cháu khát nước vô cùng, mà mỗi một lần con uống cũng hẳn một cái cốc cao mà mẹ ăn ngắt rồi. Khi mà em bấm bộ tiêu viêm tiêu độc đấy, vâng, em bấm tiêu viêm tiêu độc một đêm, vâng, thì ngày hôm sau là lập tức con đã khát nước rồi, uống nước rất là nhiều ạ. Thấy con biểu hiện khác thôi, thấy con mệt mỏi hay gì? Em thưa thầy là con em rất là mệt. Và con đến lớp ấy thì con nằm xoay ra bàn. Trong mấy hôm em bấm cái bộ đấy? Vâng, trong hơn 10 ngày đấy ạ. Thì con em nằm xoay lên bàn và hai tay là cứ bắt lên bàn này và ngủ thôi. Có biết sao bấm tiêu viêm tiêu độc nó giải độc ra? Giải độc ra là trong nước tiểu có nhiều cặn như vậy. Tại vì trong quá trình 8 năm qua con em là uống rất là nhiều thuốc. Rất là thuộc thuốc, bây giờ nó đọc cái chất độc trong người ấy. Thì cho cháu là bao nhiêu? Một ngày em bấm như thế được mấy lần thì sao? Mấy lần? Dạ. Em thưa thầy, bộ tiêu viêm ấy thì tiêu viêm tiêu độc thì thú thật với thầy là em hoàn toàn là day ngoài da, day không chặn da. Thì ngày nào nhiều nhất là mới được 3 lần. Còn thường thì chủ yếu là một buổi tối thôi, là chỉ được một lần trước khi con ngủ thôi ạ. Và em nói thật với thầy là em cũng đầu tiên em rất là hoang mang, nhưng mà tại vì cái kiến thức của em nó ít quá, không dám đưa lên lớp để hỏi thầy là như này ạ. Em dùng cả tiêu viêm tiêu độc và sau đó dùng đến bài mất ngủ, và trước khi hôm nào con khỏe thì em sẽ dùng thêm cái bài biếm ăn trước khi bài mất ngủ nữa, thì gần là một buổi tối là cứ 3 bài như vậy. Vâng, thì nhân đây em xin hỏi thầy một chút là thứ bảy tuần trước, cái tuần mà em nghỉ buổi sáng, thì con em có một cơn sốt cũng tương đối là gần giống như cái năm 2013 con sốt ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Thì lúc đấy là em có quả cầu gai đinh ấy ạ. Và thì là em ăn cho con, và sau đấy thì là em dùng cái ba chia ấy. Vâng, và lúc đấy em chỉ nhớ ra được một điều là đánh 6 cục bạch huyết cho con. Để em đánh như thế thì là
khoảng độ 15 phút thì là bắt đầu con em là hạ sốt dần. Vâng, hạ sốt dần và cơ thể hồng hào trở lại, mà không tím tái nữa. Trước đây là nó diễn ra phải cấp cứu 6 ngày. Em thưa thầy là trước đây là con em là phải cấp cứu 6 ngày mà đến có một cái chi tiết trong cái ngày cấp cứu của con em là em thấy bác sĩ lao vào phòng của con em ấy thì là có một bác sĩ bẻ một nửa viên thuốc bóc ở trong một cái vỉ ra bẻ một nửa viên thuốc của con em và cho vào trong một cái cối gọi là cái cối viên thuốc cho trẻ và bác ấy bơm trực tiếp đặt ống bơm trực tiếp cho con em như là người ăn xong ấy vào trong dạ dày thì dẫn thuốc vào thì khi đấy là em khi bác đi rồi thì bắt đầu là em nhao hết vào cái thùng rác bóc hết cái vỏ thuốc đấy và em bóc được một cái vỏ hai cái vỏ thuốc ra thì sáng hôm sau em ra tiệm thuốc của cổng bệnh viện Nhi Đồng Hai ấy thì là em mới hỏi cái cô bán thuốc là cô ấy thế cô xem một con thuốc này là thuốc gì cô mới nói là thuốc này là thuốc dùng trong trường hợp cấp cứu hạ sốt cấp cứu nhưng mà chống chỉ định cho người suy gan suy thận viêm não tủy thì con em lại nằm trong gần như là những cái bệnh đấy con em hội thủ gần đủ thế thì thú thật với thầy với cô là cái lúc đấy rồi em chẳng bị tác dụng phụ của thuốc nữa em cũng mua phòng về nhà 4 viên để những lúc mà con bắt đầu mẹ cảm nhận là con chuẩn bị lên cơn sốt cao thì em phải dùng đến cái viên đấy cho con em hạ sốt. Nhưng mà lần này thì em chỉ dùng cái bằng cái sao chổi bằng đầu ba chia và em đã tác dụng 6 bạch huyết và cộng thêm mấy này cái vâng cái lăn quả cầu linh ấy cho con em ở lòng bàn chân lòng bàn tay và cả ở sống lưng nữa thì con em là đã có những cái chiến biệt dạ không ạ em thưa cô từ hôm ấy con em không sốt lại nữa vào buổi chiều vẫn lên lớp bình thường dạ vâng ạ buổi sáng nào mà em đi học muộn là con em nói với em một câu là mèo tắc trách đặt cho mẹ một cái tên mới là mèo tắc trách là vì học muộn. Tức là trong 3 tuần vừa qua là em đã chứng kiến là cháu là có sự thay đổi vượt bậc về sức khỏe. Những cái mà em chưa từng gặp từ 8 năm trở lại đây đúng không? Ví dụ như cháu sức khỏe hơn này, rồi không bị động kinh thế này, rồi ngủ ngon này, đấy là những điều em nhìn thấy rõ nhất. Và em thấy là cháu ăn được đường và trí não phát triển rồi, cháu nói nhiều hơn với em và trí nhớ nó đã quay trở lại. Ví dụ như vừa nãy em có kể chi tiết là cháu nó dùng búa nó gõ ban ngày nhà ấy, cho tối nó kể lại cho em, tức là nó đã nhớ được rồi. Thì thầy rất là vui và hôm nay rất là xúc động. Để chúc em với cháu là sẽ hai mẹ con cùng gia đình nữa hành trình sẽ làm sao để cho cháu khỏe hẳn một cách thực sự và cháu trở thành trai vừa có học thức và vừa có sức khỏe vừa có ích cho đời. Thầy cũng rất mừng là những cái điều mà thầy hướng dẫn trên lớp rất là đơn giản thôi mà em đã ứng dụng thành công mà lại có ích cho cháu thì thầy cũng rất là hạnh phúc và cũng nhân cái ngày này thì thầy trò mình đều là biết ơn đến những người thầy Diễn Trần, nhất là thầy Bùi Cơ Châu rồi các bậc tiền bối những người thầy đi trước của Diễn Trần. Thì nhân sắp tới ngày 20 tháng 11 thì mình cũng con cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy những người đi trước, những người đã tạo ra cái sự nghiệp Diễn Trần ngày hôm nay để cho chúng ta được thành quả như này. Chúc cho tất cả những người đang làm nghề thầy cô giáo và tất cả chúng ta đã có Diễn Trần rồi, đã có một cái công cụ rất là hữu ích rồi, chúng ta sẽ cùng khỏe cùng giúp ích cho đời.